hồng khi cha ông, hồng khi doanh nhân, Việt Nam vươn tới khát khao hùng cường. Thêm hướng ra khơi, vượt sóng tung trời, chỉ mình tài cao quyết tâm thịnh vượng. Vững niềm tin nhìn về phía trước, vai kề vai khó khăn luôn vượt qua. Niềm tự hào với doanh nhân trẻ, như ánh mặt trời tỏa sáng cùng doanh nghiệp. Bước tới những vinh quang bằng trí tuệ, thắp sáng những niềm tin bằng tình yêu cuộc sống, viết tiếp lên câu chuyện cuộc đời bằng những thành công. Xứng đáng những danh nhân của đất Việt, những thử thách gian nan chẳng chung trần nan chi. 30 năm tự hào tiến phong kiến tạo, bởi vì ấy dân thân đổi mới, đột phá vươn tầm. Hội doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức hội đầu tiên của các doanh nhân trẻ cả nước. Hội được thành lập từ năm 1994 với 30 thành viên sáng lập. Tính đến nay, YBA đang là nơi quy tụ của hàng trăm doanh nhân trẻ có chất lượng, năng động, nhiều hoài bão, khát khao vươn ra khu vực và toàn cầu. Tiên phong phong trào doanh nhân trẻ, tiên phong vượt bao thách thức thị trường, tiên phong dấn thân vượt trùng thách thức như đại dương, tiên phong khởi tạo nên những dự án ý nghĩa. Thành phố Bắc Kinh yêu là nơi đã ra đời hội doanh nhân trẻ tự tin luôn đi đầu. Ồ, hay quá, tôi muốn biết thêm về hội. Tròn 30 năm rồi, hội doanh nhân trẻ lớn mạnh, nhiều doanh nhân đã thật thành công. Hội đã tạo ra rất nhiều giá trị, là bệ phóng cho những doanh nghiệp hàng đầu. Thật tự hào. Một tương lai sáng ngời, nhiều đối tác hết lời người khen. Doanh nghiệp của tôi cũng muốn tham gia hội doanh nhân trẻ thành phố. Xin mời anh. Tôi, một doanh nhân trẻ, luôn luôn phấn đấu vì sự thành công của tập thể, vì sự phát triển của hội doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, vì mục tiêu chung của doanh nhân trẻ Việt Nam và góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Khát vọng cùng nâng tầm doanh nghiệp, đẩy hội doanh nhân cùng thành phố vươn cao, kiến tạo hoài bão xây cuộc đời, thế giới đang gọi mời. Tự tin những bước đi, dù gian nan xa chi, nhiều doanh nhân đã ghi tên mình trên hành trình đi tìm thành công. Hội doanh nhân chúng ta, thị trường luôn mở ra, làm giàu đất nước ta, doanh nhân thành phố ba. Hội doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh là nơi tìm kiếm, ghi nhận và quy tụ những tinh hoa đại diện cho các thế hệ doanh nhân trẻ thành phố. Họ là những tấm gương sáng, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế nước nhà, sẵn sàng vươn tầm ra thế giới. We'll be right back.
Thật khó những bước đầu để tập hợp anh em cùng chí hướng. Những trăn trở, những ngày đêm, những cuộc họp liên miên để tìm ra những người tiên phong. Rồi suốt chiều dài hành trình, làm sao để luôn trẻ, làm sao để luôn giữ vững chất của mình trước rất nhiều thách thức. Thật khó những bước đầu, nhiều thông tin trái chiều, nhiều hoài nghi và thách thức. Tôi nghĩ anh nên dưỡng tâm và trí hơn. Hội đã rất nỗ lực để vượt qua những khó khăn. Anh nên giữ vững niềm tin và khát vọng. Bản lĩnh của một người doanh nhân trẻ đâu rồi? Giờ tôi đang rơi bời, làm sao bây giờ? Anh yên tâm, tôi và anh em trong hội sẽ cùng anh vượt qua khó khăn này. Ta lại trở về sau giờ tan ca. Hoàng hôn dần buông như để ra hiệu kết thúc ngày dài và áp lực đè nặng trên vai, khiến đôi chân này vẫn mỏi, đôi tay cũng không được nghỉ ngơi cả khi đã về nhà. Có phải đời doanh nhân là thế? Thành công phải được đánh đổi bằng sự cố gắng miệt mài không lười nhác. Bên cạnh là những con số, trước mắt là những dòng chữ cứ bám lấy ta từ ngày này qua ngày khác. Nhưng đâu có ai hiểu ta đâu, chẳng ai có thể chia sẻ để những nỗi buồn kia sẽ qua mau. Công việc dồn dập ta mãi không nguôi nên nhiều khi cơm cũng không kịp bới. Vô số những cuộc gọi nhỡ từ mẹ cha cũng không có thời gian trả lời. Nhiều khi cô đơn không ai chia sẻ, một mình gánh chịu từ doanh nghiệp đến việc hội cần giải quyết cả đống việc. Đôi lúc ta ước rằng có phép màu để ta được thấu hiểu, được có một giây phút bình yên, được có gia đình và đồng đội. Đang ở đây trong không gian ấm áp tình người, tỏa sáng những đôi môi cười, tỏa sáng những ánh mắt mong chờ. Hôm nay ta đang ở đây trong bao la ánh sáng cuộc đời để viết tiếp những chặng đường, tìm đến những giờ khắc vinh quang. Bạn hãy chỉ ta biết, đừng đau chạm vào vinh quang dễ dàng, là nước mắt và máu và cùng bao giọt mồ hôi đã rơi, và như lời khen chê như bao giờ xanh phun lấp đường về, và những cơn trượt ngã cũng chẳng khiến cho đôi chân ta lười bước, vì ta đã không lười bước, vì ta viết lên bài ca đời mình. Vượt qua những giới hạn, và ta đã thôi sợ hãi.
đã vâng lời vui. Bao vinh quang.